Cửa hàng âm thanh bãi Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập cũng như đang thường xuyên theo dõi kênh của em. Quý vị và các bác các anh em thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020. Trước cái máy quay, quý vị và các bác các anh em đang được nhìn thấy một đôi loa. Đôi loa này đến từ đất nước Canada thuộc châu Mỹ, khu vực Bắc Mỹ, thưa quý vị và các anh em. Đây là một đôi loa, nó mang tên Noa Angry C6, sản xuất tại đất nước Canada, Made in Canada. Nói về cấu trúc của đôi loa, thì đôi loa này có một cái chiều cao là 92,5 phân. Xin đọc lại, đôi loa có cái chiều cao là 92,5 cm. Chiều sâu 39 cm, một cái chiều sâu khá lý tưởng và một cái chiều cao cực kỳ lý tưởng, vừa rất là sâu, cao to, và chiều rộng là 25 cm. Nói về cấu trúc của đôi loa này thì đôi loa này nó sử dụng hai cái loa bát có đường kính 18, củ nam châm cực kỳ to, và sử dụng một cái loa chép, đó là một loa tép đồm nụa, thưa quý vị và các bác các anh em. Đôi loa này có hai lỗ thông hơi. Và đang giới thiệu về màng loa, thì đôi loa này sử dụng hai cái loa bát có đường kính 18. Màng của nó là màng carbon tráng titan. Xin đọc lại, màng carbon tráng titan gân cao su nguyên bản, cực kỳ đẹp. Và đây là một phiên bản Noa Angry đời chót, đời C6, đời chót, đời thùng bóng gỗ piano. Đời thùng bóng nha, đời chót của model này. Đó là đời thùng piano, tức là thùng của nó trang bị thùng gỗ lạng, nhưng mà ở bên ngoài vỏ gỗ lạng thì được trang bị một lớp nhựa. Đó là một lớp nhựa bóng piano, thưa quý vị và anh em. Đôi loa này của lâm châm cực khủng và to. Và đặc biệt đôi loa này rất nặng. Đôi loa này có cái cân nặng là 25kg trên một thân thùng loa. Và đôi loa có chức năng đánh cầu design. Ở đằng sau có một lỗ thông hơi. Và ở đằng phía trước có một lỗ thông hơi nữa. E căng nguyên bản, đôi loa bóng nòng nặng, có thể xoay gương được. Và các cái mặt tuyến loa thì các bác đang được thấy một cái mặt thâm thâm tên đen. Thì nó được trang bị một lớp, có là một lớp nhựa. Một lớp nhựa dẻo. Lớp nhựa dẻo này nó rất tốt để dành cho chúng ta khi va chạm không bị sứt mẻ, cũng như không bị chảy ở các góc cạnh của loa. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Các thông số chiều cao và chiều sâu, chiều rộng của đôi loa em đã đọc cho quý vị và các bác các anh em. Nói về công suất của đôi loa này thì đôi loa này có công suất là 250W trên một thân thùng loa, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 92 dB, rất dễ phối ghép âm đi. Chúng ta có thể phối ghép những đôi loa này với những dòng âm đi như là âm đi Delong hay là Marzahn Puller, đều đánh ra chất âm đôi loa này rất là hay, hoặc những chiếc âm đi Sansui như là đầu 6 hoặc đầu 7 các bác nha, đánh rất là ok, có những giá vượt tiền, rất là hay luôn. Và xin đi vào báo giá cho sản phẩm Noa Angry C6 đến từ đất nước Canada thuộc châu Mỹ, khu vực Bắc Mỹ. Đôi loa này có giá 9.500.000 đồng. Giá này không bao gồm cước vận chuyển. Và ngay bây giờ em xin mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến tham quan đôi loa. Nói về phương án phối ghép của cấu hình nghe nhạc ngày hôm nay, thì em đang test đôi loa này với lại một chiếc âm ni Delong PMA 940V, dòng âm ni huyền thoại, không phải nói nhiều nữa. Và nguồn phát là một chiếc đầu vàng chanh ở phía trên cùng dưới tấm biển. Đó là một chiếc đầu CD, đầu lông nó có tên là DC1550AR. Ngay bây giờ nó chạy đĩa CD, thưa quý vị và anh em. Em đã nói là chạy đĩa CD, là nó chạy đĩa CD. Có nhiều bác nhắn tin hỏi là cái đầu nó có trẻ giải mã không? Thì nếu mà nó có chức năng giải mã nữa thì là em lại đọc là nó vừa giải mã vừa CD. Đấy rồi, hai chức năng, ba chức năng, rồi vân vân. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi tham quan cấu hình đôi loa này. Thứ nhất thì các bác đấy là dưới chân của nó đây, toàn thân thùng ba cạnh loa, tức là mặt này và mặt hông này và mặt đằng sau lưng của nó đều là có một cái màu gỗ như thế này,
và đều là trang bị bóng piano như này. Các bác thấy có thể thấy là nó đang soi thấy gương bàn tay của em. Đó, rất tuyệt vời. Và đây là trong tình trạng nguyên bản e căng và đây là bo đen. Đó, giờ em sẽ bỏ lớp e căng này ra. Và e căng của nó toàn thân là e căng nhựa, rất tuyệt vời, rất đẹp, cũng chưa hề vệ sinh. Đó, các bác thấy bát 18 màng carbon tráng titan bóng nặng nặng cực đẹp. Đó, dòng màng này rất là bền luôn nha anh em, gân cao su nguyên bản. Đó, rất tuyệt vời, một đôi loa có cái cấu trúc trang bị về cái tuyến loa đẹp không thể chê vào đâu được, anh em đang được thấy. Đó, rất đẹp nha. Và cái thùng của nó bóng này, có thể xoay gương thấy rất đẹp, không sắt sẹo các bác nha, không sứt mẻ bất cứ một chỗ nào. Còn thi thoảng mà nó có một vài cái vết như là nó nho nhỏ bằng cái tăm thì chúng ta cũng không thể tránh được. Những cái thiết bị hàng bãi nó đã sản xuất ra được khá lâu năm rồi và đã qua sử dụng ở nước ngoài, cho nên về Việt Nam thì qua những nhiều bàn tay vận chuyển thì nó cũng không thể tránh được những vết như là vết lăn tăn bằng cái tăm cái điếc, thì chúng ta cũng không nên để ý. Nhiều ông bác nói là mua hàng phải đẹp xuất sắc không tì vết và nó đẹp nguyên thủy, thì em chỉ nói với các bác là nếu như bác yêu cầu cao như vậy thì bác nên sang bên Nhật hoặc sang bên nước Canada hay là Mỹ, các bác vào nhà máy của họ bác mua, nó người ta vừa sản xuất ra và lắp ở trong hộp, thì bác đến đấy bác mua thì hàng tất nhiên nó sẽ đẹp theo ý như bác. Còn đây là những đôi loa đã qua nước ngoài sử dụng và mấy chục năm rồi, và đến Việt Nam và qua những bàn tay vận chuyển mà nó được đẹp như thế này thì nó cũng là một tuyệt phẩm rồi các bác nhé. Nếu mà về Việt Nam đến cửa hàng em mà nó đẹp như thế này, đúng đây là một tuyệt phẩm các bác nhé. Đây nó là tuyệt phẩm đẹp đẹp như thế này thì các anh em chúng ta dùng bãi chúng ta biết rồi, cũng không phải nghĩ ngợi lăn tăn một cái vấn đề gì hết. Và ở đây thì em vừa giới thiệu nhầm cái mặt trước này này, cái mặt này này, đây này, cái mặt này nó là mặt, cái mặt này nó là bằng gang các bạn. Mặt này này, cái mặt em đang búng tay vào này, nó là bằng gang chứ không phải bằng nhựa nhé, bằng gang. Đây này, nó là bằng gang. Đấy, chính vì thế cái đôi loa là rất là nặng, nặng kinh khủng luôn, nặng nó nặng 25 kg trên một thân thùng loa, nhưng mà cảm giác là nó vừa sâu vừa to cao, cho nên là bê nó rất là nặng, cảm giác rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Đó, và giá em đã báo cho đôi loa thì âm ni 940V, đẹp cực kỳ đẹp, máy zin nguyên bản, giá là 13 triệu 500 ngàn đồng. Đó, nguồn phát như solid đáp để giải mã 57S 4 triệu đồng, và chiếc đầu ở trên đờ lông chạy đĩa CD, mắt đọc khỏe không kén đĩa, giá là 3 triệu 600 anh em nhé. Anh em là có nhu cầu dùng đĩa CD thì liên hệ với em, 3 triệu 600. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các anh em chúng ta hãy cùng đi đến tham quan đôi loa. Thì thôi em cũng bớt chút thời gian để em sẽ chịu khó quay cái vẻ đẹp cái đằng sau cho anh em chúng ta để chúng ta ngắm nghía trước khi chúng ta mua hàng. Đó. Thì em đã quay đằng sau đây, ở đằng sau có một lỗ thông hơi này các bác này. Đấy. Và đôi loa này thì có chức năng đánh cầu design đây, đánh cầu design nha các bác nhé. Và model Andy, nó có tên con noi Seru này. Đây em tôi nói thật với các bác là em vụng về tiếng Anh. Cái hàng chữ này thì em không dịch được. Cái bác nào mà dịch được thì dịch em cái hàng chữ này. Em chỉ đọc tắt nó là Loa Henry C6 mà thôi các bác nhé, Henry C6. Rồi. Và đây là một phiên bản đời chót, đời cao cấp nhất, tức là hết đời. Và nó trang bị thùng bóng piano. Còn cái phiên bản như là C6 đời thường, thùng gỗ không trang bị vỏ piano thì nó rẻ hơn một chút, không phải là rẻ một chút mà nó sẽ chênh lệch nhau tầm tiền triệu đấy. Còn đây là phiên bản piano, đây phiên bản cuối cùng đời cao rồi. Ngay bây giờ thì em xin được kính mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng đeo cái tai phone vào để chúng ta các bác các anh em chúng ta cảm nhận âm thanh cho được chuẩn nhất các bác nhá. Và bây giờ em được test âm thanh một siêu sản phẩm bé nhưng mà tiếng thì lại tiếng rất là đàn anh, tiếng của nó các bác nghe cảm giác như là bass 35 40 đang đánh vậy các bác nhá, tuyệt vời luôn đấy.
đêm lang thang một mình, trời sương khuya lạnh giá, tâm tư mang ơ phiền, quên người càng nhớ thêm. Giờ ai đi xa mãi, luyến lưu sao vòng về, đơn côi trong cô quạnh, tình đầu khó. Văn xưa ta ngồi, người nói chẳng xa tôi. Giờ em bên người mới, tôi mãi mất em rồi. Nỗi nhớ thương đau vui, đêm khóc tình mồ côi.
nay thôi cha hết rồi, ta còn hoài nỗi đau. Vâng, em xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bác các anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi clip này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bác các anh em trong chương trình test âm thanh cho clip tiếp và tiếp theo. Xin cảm ơn các bác các anh em rất nhiều.